để lắng nghe ca khúc về mùa xuân. Đội chơi của em gồm các năm thành viên là em, bạn Ngọc My, bạn Minh Hằng lớp 81, bạn Phúc Vy lớp 84 và bạn Vũ Châu lớp 82. Đến với chuyên đề em yêu văn học ngày hôm nay, đội em đến với phương châm là vui là chính, còn thắng thua không quan trọng. Chúng em mong được nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn học sinh cùng các quý thầy cô. Xin kính chào mấy quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến. Mùa hoa Trạng Nguyên thân đến với cuộc chơi hôm nay có năm thành viên, đó là Minh Hoàng lớp 81, anh lớp 81, em và Mẫu Vy lớp 81, Hà lớp 83 và bạn Nhã Châu lớp 86. Rất mong được sự cổ vũ nồng nhiệt của các bạn học sinh và các thầy cô. Cảm ơn anh. Như phương châm mà hai đội đã đưa ra, tất cả đến với đây, tất cả các em đến đây vui là chính và quan trọng nhất chứng tỏ mình là những tâm hồn yêu văn học. Và điều quan trọng nhất các bạn mong muốn đó là sự cổ vũ nhiệt tình nhất của các cổ động viên, các bạn học sinh khối 8. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại nhé. Câu hỏi số 3. Bài truyền dân gian kể về nhân vật và sự kiện lịch sử. Đúng. Một trong những đặc điểm tiêu biểu của tác phẩm văn học dân gian miệng. Bài thơ nào về một món ăn quen thuộc dân dã của dân tộc, qua đó nói lên vẻ đẹp và thân phận của người phụ nữ trong xã hội? Đúng. Bánh trôi nước. Đúng. Bài thơ thứ Việt nào của nhà thơ Lý Bạch có chủ đề vọng nguyệt hoài hương? Chính xác. Nhà văn luôn có quan niệm rất nhân văn, cố tìm hiểu mà hiểu con người. Tên tên gọi tắt của miền khác nói quá. Nói là cười, nói khó. Nữa, chính xác. Như vậy đội hoa Trạng Nguyên đã kết thúc phần thi của mình với 10 câu hỏi rất xuất sắc. Xin chúc mừng các em. Một, bắt đầu. Điểm chung về nghệ thuật kể chuyện giữa truyền thuyết và truyền cổ tích. Không có. Chính xác, hay gọi là yếu tố tưởng tượng. Những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có điệp điều về hình ảnh thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về tự nhiên lao động sản xuất được gọi là gì? Em nhắc lại. Chính xác. Bài thơ nào của nữ sĩ Nguyễn Thị Hinh viết về một vùng đất heo hút hoang sơ, qua đó bộc lộ tâm trạng nhớ thương? Nhớ nghe. Chính xác. Bài thơ nào của tác giả Hà Chi Chương thể hiện tâm trạng yêu quê ngậm ngùi của con người sống xa quê lâu ngày trong khoảng khắc đặt chân về quê cũ? Không nhiều biết. Chính xác. Nguyễn Tân nhận định nhà văn nào đã qua tác phẩm mình xui người nông dân nổi loạn? Chính xác. Trong văn bản Hai Cây Phong, ai là người được đoàn thanh niên cộng sản cử về làng Cu Phu Rêu mở trường dạy học? Thầy Lưu Thế. Chính xác. Và câu hỏi cuối cùng, nêu tên gọi khác của đường pháp nói giảm nói tránh. Thời gian còn một chút thôi. Thời gian kìa. Bây giờ,
hai câu hỏi. Một con người lương thiện, chất phác đã hy sinh cả cuộc đời và sự sống cho con, đó là nhân vật nào? Thì tôi là Lão Hạc. Lão Hạc. Xin chúc mừng với hoa mai vàng. Hoa Trạng Nguyên, em chọn câu trả lời. Câu hỏi. Câu số 4. Nhan đề của văn bản này đã gợi lên một cuộc đời của nhân vật đen tối, bần cùng, bế tắc. Tắt đèn. Tắt đèn. Xin chúc mừng các em. Em yêu văn học. Khán giả thì sao? Rồi, chúng ta cùng chờ xem các bạn. Chúc mừng các em. Chúc mừng hoa mai vàng trường của An Nhiên. Các em thân mến, yêu văn học. Em yêu văn học bằng tất cả trái tim và bằng giới hạn của mình, bằng tất cả ý thức của mình. Đó cũng chính là công đức của thầy cô. Mong các em hãy luôn thắp sáng tình yêu văn học của mình, để các em thực sự đến với một môn văn tự tin hơn và kết quả thành công hơn. Đúng có một nửa thôi. Xin chia buồn với Hoa Trạng Nguyên. Một nửa thôi. Chúng ta tiếp tục trở lại câu hỏi. Hoa Trạng Nguyên đã mất quyền trả lời về bức tranh bí mật. Bây giờ quyền trả lời còn của Hoa Mai Vàng và các bạn khán giả ở đây. Câu hỏi tiếp. Đây là đâu? Em cùng quan sát bức tranh. Bức tranh em đã thấy chưa? Đèn đâm lạnh xa, em bé băng diệp coi khúc giữa bao người. Một mình em ngồi vơi, chỉ tập rèn với những bao diêm đầy. Lẻ loi trên đường phố, em run lạnh, chờ con ai đến đây cùng bé băng diêm mồ côi. Vài năm mới đã đến bên các phố
kia bé bán diêm đang ngồi. Em bé đói và khóc, khóc một mình, em khóc mãi không thôi. Rồi em mới được đến nơi ba đêm sáng. Ước mơ em thật nhói nhói và đáng thương hỡi em. Cầu trời ban cho em một ánh sáng thiên thần sẽ đến với em vào giờ phút này. Em có biết chăng, biết bao người đang nghĩ về em, để tình yêu thương về đây cháy trong trái tim này và thế gian như đàn hoa ca. Em bé mồ côi, cầu trời báo cho em một ánh sáng thiên thần sẽ đến với em vào giờ phút này. Em có biết chăng, biết bao người đang nghĩ về em, để tình yêu thương vừa đầy cháy trong trái tim này và thế gian như đang qua cả. Em bé mồ côi, cầu trời ban cho em một ánh sáng thiên thần sẽ đến với em vào giờ phút này. Các em đã chiến thắng, bởi vì các em đã đến đây thể hiện tình yêu văn học của mình, khẳng định những kiến thức văn học của mình, và cả hai đội cùng tất cả các em ở đây hôm nay đã để cho các cô, các thầy cô trong trường cảm thấy ấm áp hơn, bởi vì có những học sinh yêu văn học như thế. Và qua 4 phần thi, kết quả như sau: đội Hoa Tràng Nguyên, tên gộp được 154 điểm. Xin chúc mừng Hoa Tràng Nguyên. Và đội Hoa Mai Vàng, điểm số có chênh lệch. Hoa Mai Vàng với điểm số là 214 điểm. Chúc mừng Hoa Mai Vàng. Với hai giải thưởng cao quý, giải nhất đã thuộc về Hoa Mai Vàng. Và giải nhì, một phần thưởng cao quý cũng không kém, đó là thuộc về Hoa Tràng Nguyên. Xin chúc mừng hai đội. Hiệu trưởng nhà trường lên trao phần thưởng cho đội giải nhất Hoa Mai Vàng. Xin mời cô. Miss Dallas.